không sao, nhưng mà đi bên hông thì đây em đánh đây đi chơi nó quay đang quay phim này. Rồi chơi cái này lên là để thử coi. Giờ tôi nói thôi. Đưa con này tay đây nó bị đặt rồi. Rồi nè, mình nói bệnh nhân là mềm cái tay. Rồi, đó, rồi, mình nè, nghe không? Mình làm cái bột ha. Rồi mình để đây này nha, coi nhìn này nha. Em đứng qua đây nè, đừng để che đó. Đứng qua đây coi nè, để học lần lần cho biết. Em cứ đứng lên đi coi, đứng đi coi. Cái này là bài học cho mình tốt nha. Rồi ha. Nè, rồi đây này nha. Hồi nãy có một cái kêu đúng không? Nè. Đó, rồi sau đó mình sẽ nắm cái này là cái phần cổ tay này. Thì nắm nhìn này, nhìn này nha. Cái từ xoay nè. Thấy không? Thấy chưa? Đó. Nghe cục cục không? Đó. Thì mình gặt cái này cái. Rồi, còn cái tay này á là mình nắm á, là cái cổ tay nắm đây á. Cổ tay ông. Thấy không? Ok. Đó. Nghe cái cục đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần nữa. Mình sẽ dùng cái tay mình để vô cái ngón 2, 3, với 5, 4, 5 cho mình dãy nè. Nghe kia rồi không? Nè. Hết rồi đó, thấy không? Rồi. Rồi, để làm lại cho coi tay này. Nhìn đi nha. Rồi, cái tay này là tay bệnh. Mà thường là cái tay bệnh á, nó sẽ kêu nhiều hơn cái tay không bệnh. Một cái. Nè, nó mới kêu ha. Này. Kêu, thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Rồi tới này. Ủa cái này là người nhà của anh? Dạ cô Tiến anh Tám. À dạ ok. À, rồi. Nè, nhìn là mình dùng hai cái ngón mình chặn hai cái chỗ lên cái kẽ này. Ha. Rồi mình gãy. Đây. Rồi gãy nha, mềm mềm nè, mềm ha. Rồi. À, mềm mềm mềm. Oh. Mềm mềm mềm. Ok, rồi bây giờ cái bây giờ là mình sẽ cho ông làm lại. Như vậy chứ mình chỉ mới có cần chỉnh một chút xíu thôi. Thì mình đã đưa vô cái khúc bài lại rồi. Rồi ok. Rồi. Rồi cho ông đứng dậy được rồi. Rồi cho ông ngồi dậy. Rồi bây giờ nó đứng dậy đi. Rồi bây giờ mọi người á, là cái đặc biệt của cái khi mà mình chỉnh cái đó, mình chỉnh cái gì đó, cái cổ lại á, thì cái tay này nó càng nhẹ hơn nữa. Bây giờ bây giờ ngồi lên. Rồi bây giờ đó ông phát biểu đi. Em nhìn. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ
thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.